Bình luận viên Đỗ Nguyên Thanh đến từ kênh Bóng Chuyền HD và fanpage Bóng Chuyền HD Live. Xin chào tất cả anh chị em yêu bóng chuyền Việt Nam. Xin mời mọi người theo dõi kèo hẹn giữa anh em Yên Thủy Hòa Bình. Hôm nay xuống sân VSD gặp anh em Hà Đông. Kèo này thi đấu là 4 Hà Đông gặp 5 Yên Thủy tại sân VSD. Ok, được đến đâu đi được. Xử lý tốt của Trịnh Huynh. Xin mời mọi người trở lại với kèo 4 Hà Đông đang chấp 5 Yên Thủy. Các cầu thủ Yên Thủy ở bên này màn hình, còn Hà Đông là bộ tứ bên kia. Điểm cho Yên Thủy 2-1. Tấn công tốt của Họa Mi. Điểm cho Hà Đông 2-2. Anh chị em cho Đỗ Nguyên Hưng một chia sẻ đi. Bắt đầu những kèo đấu rực rỡ rồi. Đội hình ra sân của Yên Thủy: số 7 Văn Minh, số 5 Hoàng Kim Anh, số 85 Ngọc Anh. Áo đen đi phụ công là Văn Diệp và số 4 là Huy Thông. Còn bên phía 4 người, biên 4 là Họa Mi, Trịnh Huynh ở vị trí số 3. Không có chắn. Áo xanh ở biên 2 là Phùng Thành và chuyền 2 là Phan Hiệp. Phan Hiệp đến từ K02. Điểm cho Yên Thủy 3-2. Và trọng tài là Đức Công Tử mọi người nhé. Và xử lý trên lưới tốt của Huy Thông 4-2. Huy Thông bật rất cao và không cho chuyền 2 Phan Hiệp một cơ hội nào. Trong pha bóng vừa rồi, họ đã nâng điểm số lên con số 4 rồi. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của Hoàng Kim Anh. Điểm cho Yên Thủy 5-2. Lúc này thì Yên Thủy đang muốn lấy số bộ tứ này, cũng như là đòi lại danh dự cho Yên Thủy trong những ngày vừa qua. Một pha xử lý tốt của Trịnh Huynh. Nếu như Trịnh Huynh và Phùng Thành thi đấu cùng nhau ở trên sân thì Phùng Thành sẽ là vị trí biên 2, còn Trịnh Huynh sẽ chạy trong. Bởi vì Trịnh Huynh đa năng hơn, anh có thể thi đấu cả vai trò phụ công và biên 2. Nhưng mà Phùng Thành thì khả năng chạy trong sẽ không bằng được Trịnh Huynh. Bởi vậy vị trí biên 2 sẽ thuộc về Phùng Thành. Xin chào hơn 400 anh chị em. Đỗ Nguyên Hưng cảm ơn mọi người rất nhiều. Tấn công tốt của Trịnh Huynh, một pha phối hợp đánh nhanh. Hôm nay thì bộ tứ mạnh nhất của Hà Đông không phải là chuyền 2 Tiến Sĩ, cũng không phải chuyền 2 Minh Tiến của Đại học Kinh tế Quốc dân, và thay vào đó là chuyền 2 Phan Hiệp đến từ K02, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Bóng chạm chắn ra ngoài. Lúc này thì ở kèo 4-5, phụ công Văn Minh đã vòng ra vị trí thi đấu biên 2, cầu thủ số 7 của Yên Thủy. Vẫn còn cái chân của chuyền 2 Anh Ngọc. Anh Ngọc sinh năm 1985. Cầu thủ rất kỳ cựu và anh đang đi đôi giày của thương hiệu bóng chuyền VSD. Điểm cho bộ tứ 5-7. Chuyển một tốt rồi, sang mất rồi. Đội phản công dành cho bộ tứ. Cái tay của Văn Minh, cái tay rất dài. Như vậy là điểm cho Yên Thủy 8-5. Và như
vậy, sau sự khiếu nại của Bộ Tứ thì trọng tài Đức Công Tử đã cho đánh lại trong pha bóng vừa rồi. Điểm số vẫn đang là 5-7. Mình cũng không hiểu là bên nào 7, bên nào 5 nữa. Như vậy là điểm cho Yên Thủy 8-5. Các cầu thủ Yên Thủy đang là đội bóng lợi điểm, bởi vì bảng điểm có một bạn lật giúp nhưng bạn lật cái lung tung. Điểm cho Bộ Tứ 6-8. Phan Hiệp cũng là một cầu thủ rất đa năng. Trước đây anh thi đấu ở vị trí chủ công, đặc biệt là vị trí biên hai là vị trí sở trường. Anh đi truyền hai cũng tốt và libero cũng rất hay. Anh đang thi đấu trong màu áo của K02, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Thêm một điểm số nữa cho Uyên Thủy sau pha tấn công uy lực của Huy Thông từ vị trí biên 4. Và bóng đã bay lên mái nhà rồi. Anh Đỗ Thanh đang trèo lên để lấy bóng. Khoảng cách 3 điểm cho Yên Thủy. Lúc này thì sân VSD đang rất đông. Một pha lao ngắn của Bộ Tứ 7-9. Bên này họ cũng có một cầu thủ chạy trong, đó là Văn Diệp đến từ Lạc Sơn Hòa Bình. Nhưng những pha phòng thủ trên lưới của Văn Diệp chưa hiệu quả, bởi vì Trịnh Huỳnh đã ghi liên tiếp những điểm số từ vị trí đánh nhanh. Điểm cho Yên Thủy 10-7. Lúc này thì dị nhân áo đỏ đang ngồi một mình hút thuốc ở góc bên kia. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của Yên Thủy, đó là Hoàng Kim Anh. 11-7. Hôm nay chúng ta đã chứng kiến Yên Thủy ở một đội hình hoàn toàn mới và khác so với như là Lợi Cá Rô, Văn Thống, Văn Đông, những cầu thủ dưới 1m75, và đây là những cầu thủ khoảng 1m80, và họ đã thi đấu ở những giải đấu cũng như các hội làng nổi tiếng. Đáng tiếc hôm nay họ thiếu mất truyền hai Nhạc Trưởng, một người kiến tạo xuất sắc của Yên Thủy, đó là truyền hai Bùi Nguyên. Bộ Tứ phát bóng ra ngoài. Điểm cho Yên Thủy 12-8. Vẫn còn, đã có hai chạm trong pha bóng vừa rồi. Những điểm số từ vị trí của Trịnh Huỳnh là rất nhiều. 9-12. Bật rất cao của Huy Thông. Chỉ có một mình Hòa My theo chắn Huy Thông trong tình huống vừa rồi, và cửa tấn công là rất cao. Cửa y còn nguyên 1m để Huy Thông ném gạch xuống. Hai đội đổi sân ở điểm số 13-9. Lợi điểm vẫn đang nghiêng về Yên Thủy với khoảng cách là 4 điểm. Chắn bóng thành công của Yên Thủy. Người chắn bóng thành công là Văn Diệp. 14-9. Chào gần 500 anh chị em rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh em nào ở Hòa Bình, ở Yên Thủy, hãy chia sẻ để cổ vũ cho anh em Yên Thủy nào. Hôm nay họ đã có mặt tại sân VSD từ rất sớm để
thi đấu những kèo đấu. Đầu tiên là kèo 6-6 và bây giờ đang là kèo 4 Hà Đông chấp 6 Yên Thủy Hòa Bình. Biên hai của Phùng Thanh. Không hiểu dấu hiệu của trọng tài Đức Công Tử là lỗi gì, nhưng mà điểm cho Bộ Tứ. Ngay sau đó thì Bộ Tứ đã phát bóng ra ngoài. Điểm cho Yên Thủy 16-10. 17-10. Một điểm số may mắn từ pha phát bóng lật lưới. Lúc này thì các cầu thủ của Bộ Tứ họ đã bộc lộ những điểm yếu rồi ở những pha truyền một, đặc biệt là những pha phát bóng rất khó chịu và gây ức chế tâm lý của Hoàng Kim Anh. Những pha bóng là mặt lưới và có sự tác động của lưới nữa. Chắn bóng thành công. Vừa rồi là pha chắn bóng đôi của cặp đôi số 7 và 11 Văn Minh và Huy Thông. Những cặp đôi đến từ giải Vườn Hoa xứ Mường. 19-10, khoảng cách đã là 9 điểm được các cầu thủ Yên Thủy tạo ra và bây giờ là 10 điểm rồi, 20-10. Một thế trận một chiều đang được Yên Thủy tạo ra. Phần nào họ đã lấy lại được danh tiếng của Yên Thủy trong những kèo đấu của những ngày gần đây. Đặc biệt là kèo 3 Hà Đông đánh với 5 Yên Thủy. Vẫn là Văn Minh. Vâng, cái tên của anh là Văn Minh, rất thông minh. Đã có một pha xử lý về cuối sân. 21-10. Ở bên này thì Hòa My đến từ Thái Bình, Trịnh Huynh đến từ Thanh Hóa, Phùng Thành đến từ Phú Thọ. Tấn công tốt của Hòa My. 11-21. Và Phan Hiệp đến từ đâu thì mình cũng chưa rõ mọi người ạ. Huy Thông có một chắn thôi, một pha ném gạch của Huy Thông. 22-11 cho Yên Thủy. Lúc này thì cơ hội giành chiến thắng cho Yên Thủy ở kèo đấu đầu tiên là rất cao. Ở bên ngoài tiếp tục có một cầu thủ đến từ nước Nhật, đó là cậu bé Hòa Bình. Sau một thời gian anh không xuất hiện tại sân VD vì công việc, hôm nay anh trở lại đúng với phong cách của người Nhật. Thêm một điểm số nữa cho Yên Thủy, 23-11. Bộ Tứ hôm nay họ đã thi đấu dưới với phong độ thường ngày. Ra ngoài mất rồi, 24-11. Các cầu thủ Yên Thủy có đến 13 cơ hội để quyết định kèo đấu này, 13 set point ở một kèo bóng độ. Yên Thủy phát bóng ra ngoài, điểm cho Bộ Tứ 12-24. Xin chào hơn 500 anh chị em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh chị em nào có nhu cầu mua giày chuyên cày sân bê tông, có lót giảm chấn, đỡ hại gối và lưng của thương hiệu bóng chuyền VSD thì anh em hãy nhắn tin vào fanpage bóng chuyền HD Live mọi người nhé. Giày có giá là 860.000 và hiện tại đang được bán với giá là 680.000. Và anh chị em nào chuyển khoản trước thì được tặng thêm một bộ quần áo đấu. Cảm ơn mọi người rất nhiều.